Uchiha Kakashi đúng không? Uchiha Kakashi này. Wow. Ui, ông cũng đọc One Piece à? Ờ đúng rồi. Tôi là fan cứng của cái bộ truyện này này. Ủa thế à? Tôi thích nhất là Zoro không ạ? Ông thích Zoro à? Có phải là cái thằng gây vết sẹo trên ngực Luffy đúng không nhỉ? Cái thằng gây vết sẹo trên ngực Luffy đúng không nhỉ? Tôi thì thích cái thằng tặng nó Luffy cái mũ rơm ấy. Thằng cái gì nhỉ? Tên là gì nhỉ? Sắc tóc đỏ không ạ? Sắc tóc đỏ không ạ? Thằng này có phải là cái thằng hôm trước mày bỏ trốn không? Phan dởm không? Không phải đâu. Bây giờ tao hỏi mày nhá. Ông nội của Luffy tên là gì? Ông nội của Luffy tên là... Có phải Grab đúng không? Có phải Grab đúng không? Thầy ơi, One Piece rồi không ạ? Giờ tao mày, ai tội phạm truy nã ra cho One Piece? Có phải Dragon đúng không? Đúng rồi. Dragon được truy nã 10 tỷ cơ. Truy nã 10 tỷ cơ mà. 10 tỷ. Thằng này bước lên trước nào. Sao chúng đánh mày? Cháu bảo là Zoro ăn được đô đốc và chú không tin cháu. Zoro ăn được đô đốc? Nani? Zoro ăn được đô đốc. Nhưng mà ấy, chú NL mà xuống biển xanh thì tứ hoàng tử luôn. Nani? Run. Kênh YouTube vừa trở lại, anh em nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho tôi nhá.